Xin chào anh em, chào mừng tất cả anh em quay trở lại với channel của mình. Và ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục với series của tựa game là chiến hùng NATO Mobile nha. Ở cái sự kiện hợp thể Akatsuki thích tỉnh sức mạnh lục đạo ấy, ở cái sự kiện landing thì hôm nay là ngày 17 tháng 9 là ngày cuối cùng để cho anh em sở hữu những cái gift code Akatsuki đỏ hoặc có thể là Akatsuki vàng, Akatsuki cam hoặc Akatsuki tím, có thể là tóc mảnh hoặc là các tinh thạch anh em nha. Lộ trình hợp thể thì hiện nay tựa game của chúng ta đã có hợp thể đồng độ, hợp thể Akatsuki. Biết đâu trong tương lai sẽ có hợp thể Konoha, hợp thể Bạn Chiến, hợp thể Jinchuriki. Đây nó còn 3 cái dấu hỏi đấy anh em ạ. Mình nghĩ chắc sẽ làm 3 cái tính năng đó, Konoha, Bạn Chiến và Jinchuriki. Cái này cho anh em nhận được rất nhiều những cái mảnh tướng đổ anh em nha. Anh em nào đã sở hữu qua mảnh tướng này thì đây là một cái sự kiện tăng lực chiến cực kỳ khủng, cực kỳ tẩm lợm của nhà phát hành game. Điểm qua cái bảng thứ hạng là điểm, đây những bạn Hihihi 2K3 đã 6.260 điểm đang đứng đầu. Những bạn dưới này cũng không kém. Quay may mắn anh em sẽ nhận được thêm điểm mà sẽ ấy điểm thôi. Nội dung chính clip ngày hôm nay thì mình sẽ quay và nhận được mã thì mình sẽ tặng anh em luôn, mình sẽ không nhập vào đâu. Anh em nào nhanh tay may mắn thì sẽ nhận được cái code nha, còn không được gì thì thôi vậy. Coi như anh em mất thời gian xem clip này mà chả thu lợi được gì về cho bản thân mình đâu. À, chúng ta bắt đầu chơi nha, lắc được 12 lần. Anh em hãy cầu nguyện cho mình và hãy xem chi tiết từng video và nhận gift code nhanh nha, nhập ngay gift code nhanh nha, lắc nè. Hai bước em ạ, không được gì. Lắc tiếp nè, 5 bước, không được gì. Còn 11 lần nữa. Thôi rồi. Mình thấy dấu hiệu toang nhẹ đấy, 2 hoặc là 4, 6, 2 hoặc 6. Rồi, 1 hoặc 5 này. Rồi. Lại được 30 điểm anh em ạ, không cái cốt nào mới nhục chứ. 3 bước anh em ơi. 5 bước, hồi toàn, 4 lần nữa. Lại thêm 2 bước, thêm lượt, 3 lượt. Chả được cái cốt nào anh ạ. 3 hoặc 6. Rồi toa. Mình tặng chi ân anh em luôn. Nếu trong là 12 cái lượt qua may mắn này mà mình sở hữu được tinh thạch thì mình cũng tặng anh em luôn. Nên anh em nào xem sớm thì nhận được thì anh em là của anh em thôi. Có 12 lượt quay thôi. Đây, đây sửa của mình. Được một mấy cái cốt khá là ngon. Obito này. Các
Sasori Kakulu cốt lõi kim. Thôi mình quay luôn này. Ngay việc chính của vấn đề nào, quay. Không start được này, nhưng mà à đây lắc ngay. Lắc hai bước, lắc tiếp hai bước anh ạ. Ôi nên là anh em còn 10 lượt nữa thôi, nó vẫn anh em không được cái gì. Chịu sao cộng thêm 30 điểm vào ngay. Ô, lại được thêm 30 điểm anh em ạ. Anh em mất hai cốt rồi, đáng nhẽ đây là cốt của anh em cơ, rất đáng tiếc nha. Nhưng mà không được cái cốt nào, nên lấy cả hai cái cốt chứ. Rồi không được cốt nào luôn cho anh em rồi, chia buồn rồi anh em ạ. Đây có lẽ là 12 lượt quay cuối này. Và mong anh em nhận được tinh thành gì ngon ngon nha. Mình sẽ quay cái con ác 12 lượt quay cuối này thôi nha. Không biết sẽ được cái cốt gì đây anh em ơi. Cố lên nào, bây giờ chúng ta sẽ quay nha. Quay chậm chậm và tự dãi. Từ chậm dãi. Ôi dồi, 6 bước, 5 bước, 1, 2, 1 và 4 anh em, cần 1 và 4. Hai cái cây 2 4 6 này, 2 và 6 đi, cứ càng ướp lại càng chạch anh em ạ, để vãi trưởng. Rồi lại cốt lẫy kim, chúc mừng bạn nhận được cốt lẫy kim Z4UK9 thì là OVDDI nha. Sao không phải 5 mà là 6. Nhưng phải 3 lượt xuất sắc nữa thôi anh em ơi. 3 4 1. Trời, hết được rồi. Ok, fine, bạn hết được quay. Là mình quay mấy con ác cũng chỉ được một số cái cốt Sasori, Kakuzu với Obito đây. PC được quay khá là mệt nên là thôi chiên anh em tạm, anh em cũng tạm mấy con cốt này nhá. Cố gắng chịu khó ăn mấy con cốt này cũng được. Em phải thấy danh sách ở đây khá rất nhiều cốt. Phần đây Rara Nakitachi, Sasori này, nói chung là con tướng đỏ cũng có hết anh ạ. Nó thì anh em mà được thần Deidara hoặc là Itachi là sướng nhất, nhưng mà anh em phải kích hoạt được nó rồi cơ. Bây giờ thì anh em sở hữu cốt sẽ không, mà mấy con tướng sẽ không là 200.000 mà anh em cũng có được một con tướng là Katsuki đỏ, 500.000 là được luôn con vàng là Katsuki thần Mara đỏ luôn. Anh em mà xác định chơi lâu dài thì là khoảng 200 đến 500 là chơi thoải mái. Ok, 5.000 điểm anh em ạ. Những bạn này là không bỏ một ngày nào luôn. Không đông phết nhỉ. Chúng ta nhiều người chơi quá. Cả game chứ không phải chơi luôn. Lợi các bạn. Rồi anh em ạ, có lẽ clip của mình cũng xin dừng lại tại đây thôi. Nếu anh em nào may mắn nhanh tay nhận được code thì comment dưới video đã xác nhận nhận được giúp mình nha. Không hiểu anh em xỉu nhi lại bảo mình lừa. Anh em nha, thôi bye bye, hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo. Bye bye anh em, see you again. À, anh em đừng quên like và đăng ký kênh cho mình nha. Nhớ bấm chuông thông báo để đón xem những clip mới nhất về những tựa game Naruto, những video về hòa chiến hùng. Bye bye anh em, see you again.